Một tin vui với cuộc chiến chống Ebola của thế giới, bác sĩ người Cuba Felix Baer, 43 tuổi, đã hồi phục sau đợt điều trị kéo dài 2 tuần. Theo đài truyền hình Cuba, các quan chức tại Bệnh viện Đại học Geneva nơi tiến sĩ Felix Baer được điều trị đã khẳng định virus Ebola đã không còn hiện diện ở chất dịch trong cơ thể ông và bác sĩ sẽ sớm được xuất viện. Sau khi xuất viện, bác sĩ tiến sĩ Felix Baer sẽ trở về Cuba. Ông Felix Baer là một trong 165 bác sĩ và y tá Cuba được cử tới Sierra Leone tham gia cứu chữa bệnh nhân Ebola từ tháng 10 năm 2014. Sau khi bị nhiễm Ebola, bác sĩ Felix Baer đã được đưa tới Thụy Sĩ để chữa trị. Đến nay, Cuba đã cử 256 bác sĩ và y tá đến Guinea, Liberia và Sierra Leone để giúp ba quốc gia Tây Phi này đương đầu với dịch Ebola.